ba con mất rồi ạ. Mất năm 2021, bố bị ung thư gan, bố có đi bệnh viện, xong người ta lại trả về. Chị lại bị bệnh, chị bị lupus ban đó. Chị mới bị phải nằm viện hơn nửa tháng. Mẹ nhà lên đấy chăm, xong rồi con tự nhà một mình. Lupus ban đó cũng phá hết tất cả các thứ ở trên cơ thể con người. Tiền thì là mượn tạm anh em giúp đỡ, bà con giúp đỡ chữa bệnh cho cháu. Bệnh đấy là bệnh chị cả đời, bởi vì không khỏi được. Hiện tại trên thế giới là chưa có thuốc chữa mà chỉ có thuốc khống chế. Bây giờ cứ nước lên đầu thì no lên đấy thôi ạ. Lo lắng nhất là bệnh của cháu với lại tình hình học của cả hai chị em. Không mơ sau này con chưa nghĩ đến. Con cáo nhất nhà nên là mẹ của con đi làm công ạ. Tại vì vào đấy trường nhà nước không tốn tiền nhiều. Con cũng muốn, bởi vì là mẹ nói xấu rồi. Con để ý đến nó nhiều hơn thì thấy cũng tốt. Gói Last Time Hoa Sen Hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Con tên Hà Thị Hồng Nhung, năm nay học lớp 9, trường trung học cơ sở thị trấn Đình Lập. Chị con tên Hà Thị Thanh Tâm, sinh năm 2004, học trường Học viện Tài chính. Hiện tại con đang sống với mẹ. Ba con mất rồi ạ. Mất năm 2021, bố bị ung thư gan, bố có đi bệnh viện, xong người ta lại trả về. Lúc đi vào viện, nằm trong phòng hồi sức cấp cứu thì bác sĩ bảo tất cả nội tạng là hỏng hết rồi. Từ lúc chồng tôi mất thì cuộc sống của tôi cũng khó khăn hơn, các con không có người chăm sóc. Sức khỏe của tôi là hỏng một bên thận, cứ uống thuốc lam, uống hết thuốc nọ thuốc kia, xong rồi là bây giờ thì vẫn cứ phải uống. Cứ 1-2 tháng lại đi lấy một lần về uống. Cứ trở trời thay đổi thời tiết là nó mỏi lưng, nó mỏi cái chỗ thận, mỏi ngang lưng chỗ thận ấy. Việc chính của tôi là sửa quần áo ở nhà, tôi đi làm thuê làm mướn, đi dọn nhà, rửa bát các thứ, cũng tùy công việc. Ngày thì 50-100, ngày thì 200. Không có ai thuê mướn thì đi lên rừng lấy củi về đun. Hàng ngày con là người nấu cơm cho mẹ đi làm. Nhưng mà buổi trưa con về muộn mẹ ở nhà thì mẹ nấu. Mẹ vất vả hơn vì chị lại bị bệnh. Chị bị lupus ban đó. Chị mới bị phải nằm viện hơn nửa tháng. Mẹ nhà lên đấy chăm, xong rồi con tự nhà một mình. Lupus ban đó cũng phá hết tất cả các thứ ở trên cơ thể con người. Tiền thì là mượn tạm anh em giúp đỡ, bà con giúp đỡ chữa bệnh cho cháu. Bệnh đấy là bệnh chị cả đời, bởi vì không khỏi được. Hiện tại trên thế giới là chưa có thuốc chữa mà chỉ có thuốc khống chế. Bây giờ cứ nước lên đầu thì no lên đấy thôi ạ. Lo lắng nhất là bệnh của cháu với lại tình hình học của cả hai chị em. Nhất là con em cũng phải lo học cho cháu. Cháu đi học đi bộ cách trường khoảng 1 cây số. Ông mơ sau này con chưa nghĩ đến. Con cáo nhất nhà nên là mẹ của con đi làm công ạ. Tại vì vào đấy trường nhà nước không tốn tiền nhiều. Con cũng muốn, bởi vì là mẹ nói xấu rồi. Con để ý đến nó nhiều hơn thì thấy cũng tốt. Gia đình thì có vay ngân hàng chính sách xã hội của huyện Đình Lập 100 triệu. Cái số tiền đấy là dự kiến về để trồng rừng. Nhưng mà khi mang về thì gia đình là toàn gặp mà ốm đau. Do vậy là cái số tiền đó đã là chi phí và ốm đau hết. Và hiện tại đến bây giờ thì gia đình rất là khó khăn cái việc trả gốc. Đến bây giờ là trong gia đình có 3 người thì là có 2 người bệnh và chỉ còn muốn lại bé Hồng Nhung đi học. Mẹ muốn nói mẹ hai con chăm ngoan học giỏi mà luôn khỏe mạnh. Mẹ sẽ có cố gắng hết sức để lo cho các con ăn học. Con muốn nói với mẹ con học thật giỏi đỗ cấp 3. Sau thì lên đại học, xong ra trường đi làm kiếm tiền với hộ mẹ. Gói Last Time Hoa Sen Hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.